Tôi mua đường ống này là phi 76. Cổ đáp là 5 mét. Đấy, máy thủy điện nó chạy đấy. Nè, tô bin này gia đình tên là anh Nan là Nguyễn Kim Anh ở Yên Bái thiết kế đang chạy đấy. Củ điện này là củ điện của Nhật chứ không phải là củ điện Trung Quốc. Củ điện Trung Quốc là thắp một bóng là cháy, nhưng củ điện Nhật đây thắp một bóng cũng không cháy. Đây, củ điện Nhật là thắp một bóng cũng không cháy, đúng tần số, đúng điện áp. Điện áp quốc gia là 50Hz cho đến 55Hz, nhưng mà cái này nó chạy khoảng 50 đến 55, tối đa là 60 theo tiêu chuẩn Hz của quốc tế. Điện áp này đủ đấy, đang chạy đấy, máy đang chạy. Qua chạy cả đêm rồi, nhiệt độ của củ điện nó khoảng độ 37 độ, 36 độ.